Gibran Marine là đội có khả năng đẩy đường tốt hơn. Còn khu vực giữa, hai pháp sư này là ngang nhau. Tôi tin là cái kèo đấu này hoàn toàn nặng về kỹ năng cá nhân mà thôi. Cái vấn đề mà chúng ta đang cần phải khá nhiều lối lên đầu dành cho Na khu vực đường trên, hoặc cũng có thể lên cuồng cung giống như ngày hôm qua mà thành vì ở khu vực này tích tích vừa bị mất tốc biến sau một tình huống mà Harry cũng đang gặp nguy hiểm. Anh ta sóng ngầm, anh ta còn hộ thể không? Anh ta không còn hộ thể, nhưng Kai lao lên với một cú tối kiên cường và các thành viên Gibran Marine quyết định lùi về không đánh. Nhưng dù sao thì Katachiri cũng lời. Để lên cho mình cái này là hai mảnh rồi, kiểu như hai mảnh của hai trang bị khác nhau. Trong lúc đó rồi thì... QTV gặp nguy hiểm, anh ta bị nộ long cước, anh ta bị sóng ngầm vội cước và ý chỉ thần sớm giật. Harry là người có điểm mà gục, anh ta đang làm tiền đó nên anh ta check bằng một tình huống cung ánh sáng. Rất tiếc là không phát hiện ra đối phương đang ăn rồng. Và tầm nhìn của Gibran Marine chút đã nhìn khu vực đường trên có đánh nhau cái đá mini bị hất vào tường. Anh ta đang bị tấn công bởi dạng khổng lồ QTV. Mini bắt bồi mất tốc biến, nhưng đòn đánh thường cuối cùng của QTV đã giúp cho anh ta có điểm mà gục gỡ gạc sau một tình huống mà anh ta phải lên bản đánh số mất 9 không đầu vào tay đối phương. Không, anh ta đã sử dụng và mất luôn nó. Nó lại làm tôi nhớ đến tình huống solo kill giữa khu vực này. POT mất tốc biến nhưng anh ta vẫn bị hất về. Khu vực này Harry đến sóng ngầm. Rất tiếc là Harry có một cú sóng ngầm rất sai và nó không giúp cho các thành viên Katachiri có điều hộ trong tình huống rồi. POTM cũng rất tỉnh táo, sử dụng cho mình hai cái phép bổ trợ và anh ta thoát về được. Trong khi đó các thành viên Gibran Marine tận dụng khoảng thời gian mà Harry cũng như Eagle bận tấn công vào POTM thì họ có con rồng lửa đầu tiên trong ván đấu này. Quyết mọi vấn đề mà bị khống chế bởi đối phương. Ồ, một tình huống có thể giao tranh ở khu vực đường lửa và chiêu có cuối tích đến. Mini tích đã đến, hất quá đẹp. Eagle đã phải lên bảng điểm số dưới sát thương cuối cùng từ POTM. Harry ở bên phía bên này thì cũng không sống sót và đó là hai điểm hạ gục dành cho đội tuyển Gigabyte Marine. Nhưng không dừng lại ở đó, Kai buộc phải tốc biến đi và lao theo, đó là tích bị làm chậm rồi và chắc chắn là anh ta sẽ phải lên bảng điểm số và điểm hạ gục được nhường cho Archie. Không nghĩ là nhường đâu, Archie lỡ tay rồi thôi. Cố tình đúng không? Khu vực này Harry cũng chỉ là lang thang đi farm mà thôi, anh ta cũng không có tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào cả. Kai bị giữ lại bởi cái chuyên tâm, rất may người ta chưa bị chó lại. Archie thì có tốc biến sóng âm đến từ Harry lần thứ N trong ván đấu này nó hụt. Archie còn quay trở lại muốn đáp rất trả, rất lầy, chơi cực kỳ liều và cái liều đó sẽ wow trả giá. Wow, lấy thịt đè người quá tuyệt vời đến từ Tick và Tick đã cứu Archie trong tình huống vừa rồi. Optimus cũng đã vừa cứu vì khi sử dụng cho mình cái hồi máu để cứu cho anh chàng Archie này. Ryan vẫn đang bắn và Tick là người phải lên bảng điểm số. Cung ánh sáng được tung ra, liệu có giết được không? Không giết được. Coi, để xem nào, Optimus anh ta có sống về, sót về hay không? Anh ta đã sống rồi. Thậm chí anh ta vẫn còn giữ được cho mình cái tốc biến nữa. Đó là tình huống offline hoàn toàn đến Tick cược vào, nhưng Tick đã cứu cho vị trí Archie. Nhưng sau đó Tick là người phải nằm lại. Khu vực này Brian có bùa đỏ, anh ta tốc, anh sẽ là... có chiếc cuối của mình đi nữa, đủ sát thương hay không? Câu trả lời là... Brian có thể sẽ phải nằm xuống và một đối một. Và một tình huống né đi cái phát bắn thần bí cuối cùng đến từ người chơi xạ thủ của đối phương giúp cho Optimus quét. Điều đó là cần thời Cherry. Không, tôi nghĩ là họ thua thiệt nhiều, hãy nhìn vào lượng tiền nó khoảng chừng 400 mà. Cái vấn đề, tại vì cái việc đi đường là khác, nói cái về cái vấn đề giao tranh, họ hơi liều trong những tình huống. Và đây từ rồi mini có bị làm chậm, búa băng đau quá, dạng khổng lồ hất không được tốc biến kịp thời, nhưng ăn ngay một cái mái nhà như thế này thì làm sao chịu nổi. Và QTV có được cho mình điểm hạ gục thứ hai với màn solo kill quá tuyệt vời. Lần thứ hai trong ván đấu này anh ta đi rừng đang đụng mặt nhau, có vẻ như có đánh nhau. Tốc biến lên đó là POTM, anh ta hạ gục được người đi rừng của đối phương. Eagle đến quá trễ rồi. Xét về kinh nghiệm lẫn giao tranh tầm, có vẻ như họ không thể nào so sánh được với đội hình quá dày dặn kinh nghiệm đến từ các thành viên Gibran Marine. Rồng tiếp theo, rồng nước, chính là rồng gió dành cho các thành viên Gibran Marine, rồng thứ hai trong ván đấu này. Gibran có định băng trụ, nhà chiêu cuối đến từ vị trí của mini bị hất vào tường, có hóa giải bằng chiêu đấm nhưng hình như là không được rồi. KTV anh ta đã quá vội vàng trong tình huống đó và cái giá phải trả đó là điểm hạ gục vừa khen xong, bây giờ quay trở lại cái ván đấu này rồi. KTV stream và anh ta vừa có một tình huống ném đá hơi thiếu trách nhiệm và đá không. Khu vực đường giữa thì vị trí của Eagle đã phải lên bàn điểm số và đó hình như lại đơn thuần là một pha solo kill thôi. Hãy nhìn vào POTM, trước đó anh ta là 3-0-1 mà vị trí của Eagle định dần và có một tình huống nối thùng vào người của QTV, có tình huống đánh nhau tay đôi, có vẻ như mini không ngại nhưng cái búa băng nó phát huy tác dụng. QTV quyết định không đánh cho tình huống này, có chiêu cuối đến từ vị trí của mini nhưng QTV nhảy ra ngay lập tức, anh ta đã bị khắp góc và Harry thôi rồi, đường về xa lắm, quyết định quay trở lại, dính nộ long cước, dính cả sóng âm và Harry có được điểm hạ gục. QTV lên bàn đếm số lần thứ 3 trong ván đấu này. Sự thiếu tập trung đến từ QTV. À, khu vực này và đặc biệt là Harry chưa hề có chiêu cuối, trụ đã mất, các thành viên phía Gibran Marine có đánh nhau ở đây. Vị trí
của Harry đã phải lên bảng điểm số. Đây là 4-2, Kai đang phải bỏ chạy, anh ta quyết định quyền sinh cho Brian về. Và hai điểm cuộc vô cùng đơn giản dành cho các thành viên Game Boy. Cái việc mở lại đánh rồi, khi mà thấy xuất hiện Harry ở khu vực đường giữa, anh ta đang đánh nhau với lại vị trí của Mini. Tôi không biết là phần thắng dành cho ai, nhưng có vẻ như Mini đang phải bỏ chạy. Anh ta mất tốc biến đến là Mini. Sử dụng chưa cuối rồi. Tôi đang dùng Mini Map để đọc giao tranh và QV. Solo kill lần thứ 3 trong ván đấu này với lại vị trí của Mini. Và có vẻ như chất tướng khiến cho QV chơi lấn lướt hoàn toàn. Và tôi hy vọng với việc là cũng thêm cái lượng đồ nó hoàn toàn vượt trội so với lại vị trí của Mini. Không nên có những kèo solo kill khiến cho QV xanh xao như vậy. Tiếp tục là một con rồng nước dành cho Kai. Bộ trí Gigabyte Marine. Và họ đang muốn tiếp cận một Kai. Kai lùi về được với tối kiên cường Eagle. Anh ta đã hỗ trợ và cứu được đồng đội của mình trong tình huống đó. Nhưng mục tiêu tốt nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ bây giờ họ đúng là mất phương hướng thật sự rồi. Đường dưới thì KTV lại một lần nữa anh ta có điểm mà gục thứ tư cho mình trong ván đấu này, một tình huống khá khó hiểu. Anh ta dịch chuyển ra khu vực giữa, tấn công đến từ các thành viên Game Marine. Rất tiếc là chiêu cuối của Eagle đã đẩy đối phương ra rồi. Các thành viên Game Marine đang nhường lại một chút tấn công, vẫn tốc biến lên bắn đến đó thì mất. KTV không còn tốc biến, anh ta nhảy lên, anh ta còn chiêu cuối đẩy được Kai về và Kai lên bản đế số. POTM đang quẩy và anh ta có được điểm mà gục của mình sau một tình huống tốc biến lên sử dụng chiêu cuối cộng với combo rất đơn giản đến từ POTM. Và cùng ánh sáng trúng cả 5 người đến từ anh chàng Ryan, nhưng ý nghĩa còn cũng sáng mà để dành tí hên xui là còn được, nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là không được rồi. Và Baron thuộc về bên phía King Bay Marine sau một tình huống giao tranh thành công khu vực điểm trên để xóa sổ những đợt lính đó, nhưng cái tầm tay dài của QTV có thể xóa sổ luôn cả những cái thằng thuốc súng mà anh chàng Mini đặt ra. Eagle. Còn ở khu vực đường dưới thì quá easy, Eagle đã phải lên bảng điểm số với lượng sát thương cực kỳ lớn của POTM. Và chưa dừng lại ở đó, hình như họ muốn tấn công xuống cả đường dưới nữa khi mà đợt lính mà POTM đẩy vào nó là khá nhiều, có cả Baron và họ sẽ có được cho mình hai đường đơn giản, quá đơn giản. Nếu như KTV solo kill tiếp Mini ở đây thì sẽ là ba đường và có ý định đánh nhau đến từ Harry. Có chiêu cuối, anh ta đã insect được POTM về nhưng sát thương nhồi vào POTM là không có bao nhiêu, anh ta đã bốc hơi ngay lập tức. Và bên này thì Kai cũng như Ryan bất lực nhìn những người đồng đội của mình nằm xuống, cộng với việc là trụ của họ cũng đang liên tiếp bị hạ gục trong ván đấu này. 9 trụ dành cho Gibby Marine trong ván đấu này. QTV chưa muốn dừng lại đó, anh ta tấn công vào, anh ta bị kiệt sức. Có một tình huống tốc biến đi đến từ Mini để đảm bảo mạng sống, không bị solo kill lần thứ tư trong ván đấu này với QTV. Bây giờ thì chúng ta đã có thể xác định rõ trong ván đấu đầu tiên ai đã giành, ai sẽ là người giành chiến thắng. Chắc chắn đó là Gibby Marine, nhưng chúng ta cùng theo dõi cái việc mà Cần Thơ Jersey họ chống đỡ những đợt tấn công trong tuyệt vọng của Gibby nó như thế nào. Và dường như họ buông xuôi rồi, họ đang về nhà, về chính cái bệ đá cổ của mình để trong cái nhà chính bị phá hủy ở phút thứ 30 không 10 giây. Và hơn 10, khoảng chừng 14.000 tiền chênh lệch đến từ hai đội tuyển sau tình huống kết thúc ván đấu đến từ Game Marine. Một trận đấu khá đơn giản dành cho Game Marine khi mà phải đối đầu với Counter Cherry và một